Entertainment. Bật chi tiết tất cả các tiếng sắp mất rồi. Và mình là chúng cái này. Yeah. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Và cuối cùng thì thời khắc này cũng đã tới. Sau 3 tập 6 mình sẽ đi qua lại dài và lấy võng. Trời ơi, thời khắc này cũng đã tới. Vĩ ơi, muốn nói gì không Vĩ? Nói chứ, không nói sao được trời. Cái mồm của em sinh ra để nói mà. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình KT Game đây. Thì chắc là ai xem Survive The Wild thì cũng biết mình rồi đúng không? Đó. Nói chung là nay thì mình với anh Lộc sẽ hướng dẫn tất cả mọi người cách để đi qua làng chài bằng chiếc thuyền và mái chèo. Thì đơn giản lắm, những thứ mọi người chuẩn bị là đầy đủ nước này, đồ ăn và thức uống cần thiết. Nói chung là đồ ăn, đồ uống, thuyền. Thế rồi là thuốc ngủ. Đúng rồi, thuốc ngủ. Mà hay giờ hết thuốc ngủ rồi. Mà hay giờ hết thuốc ngủ rồi. Phải nói thêm cho mọi người là ở bên làng trái không chỉ có võng không đâu. Nó còn có rất là nhiều những cái món đồ quan trọng đó mọi người. Những cái món đồ mà có thể giúp ích cho tỷ lệ sống sót của mọi người cao hơn. Đúng rồi. Kể là nó sẽ cho mọi người nhận quà này. Nó có một cái cửa hàng quà tặng trong đó mọi người có thể nhận quà. Có cái máy bán hàng tự động thì mọi người có thể dùng coin để mua đồ. Thậm chí nó còn có cả nhà nghỉ nữa mọi người ạ. Khách sạn, hotel đấy. Khách sạn, nhà nghỉ. Mọi người, đừng, mọi người đừng có đi tối nha. Nhà nghỉ là để nghỉ ngơi nha. Đừng có đi tối nha. Không, nhưng mà em vào trong nhà nghỉ trong đấy không ra nghỉ hết đấy, thế mọi người toàn đi không ạ? Đúng rồi. Ừ. Thôi không lòng vòng nữa này, vào chuyện chính mọi người ơi. Mà mình thông báo cho mọi người luôn là sau tập cuối này là ngoài mình sẽ hướng dẫn thì mình sẽ làm một cái series Survive nhập vai. Là mình sẽ voice chat ở trên game luôn nhé. Voice chat trên game luôn. Thì có lẽ là một đường live hoặc là có thể là video. Ê, voice chat trên NVIDIA nha, voice chat trên game. Má ơi, số phận ngôn ngữ. Voice chat trên game nhưng mà sẽ không có NVIDIA nha mọi người. Ờ, đúng rồi. Nó giống cái như đó kiểu... để cái đó để em làm cho em quay cho. Nó giống như kiểu phim á. Ừ. Giống game người sáng á ba. Ừ. Ơi, nãy giờ xàm hơi nhiều rồi, thôi vào game đi chứ nãy giờ xàm một hồi hết clip bây giờ. Ok, let's go. Hello người anh em. Đây Vĩ đây. Vĩ. Vĩ. Ok, đây để bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nhé. There's a lot of the middle of the line, KT and 2, a lot of the KT and 2 straight in front, about 0 tiles straight, KT and 2 straight in front, about 0 tiles away. Ok rồi nha. Rồi. Rồi. A lot of KT and 2 straight in front, about 0 tiles away. Em chơi. Ừ. 89 first. 100. Ok, mình phải uống nước chứ để ăn uống thôi. Ok. Open match box, no such item exists. Ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ này kia đấy. Open match box, open water bottle, you might run. Right, open water bottle. Hello? Hello? Hello everyone. Nó thèm, nó không thèm nói chuyện với mình luôn kìa. Nó không thèm nói chuyện với mình luôn chứ. Nè, nói nè. Được. Không cả mọi người hôm nay mình đang hơi khủng. Tự nhiên nổi cơn khủng lên tăng động gì đó. Thôi em đi ngủ xíu nè. Ok, rồi nha. Ok, rồi đi ngủ xíu nè. Ui da, hết đồ ăn rồi. Ơ, kiểu em anh Lộc ơi, hết đồ ăn rồi. Nè. Có,
Frozen Boy nè. Frozen Heart. 8100. Ê hết rồi. Ê. Có một cái sắt sói với cả một cái sắt thỏ à. Ui. Từ từ nhé để em đi câu cá cái. Anh đi ơi. Đi câu cá đầy đủ này. Anh đi ơi. Trời. Đi. Đó cho nên là mọi người phải chuẩn bị đồ ăn đầy đủ nha mọi người. Bởi vì chuẩn bị đồ ăn đầy đủ là một cái điều đó cực kỳ là quan trọng luôn. Đây. Chưa thấy gì vậy? Ừ, đứng im đây đi, mệt quá à, đi hoài. KT game 2 is free in front, 16 times away. Ok. You have just opened your pack, please let me know, you at once. Thôi, câu thôi nào. Paper pack, group, open group, ask this, lure, fishing pole, hunt, match, you at spot, fishing pole, lure, you at two, fishing pole, you at one. Fishing pole. Đó. Được. Ôi. Wi-Fi lag đúng lúc nữa rồi. Mẹ. Cười người hôm sắp rồi, hôm cười người hôm trước hôm sau người cười. À. Cười người hôm trước hôm sau người cười ha. Nè. You have just opened fire starter, fishing pole, fire starter, keep flare, fishing pole, radio, fishing pole, paper pan, you have fishing, paper pan, người hôm trước hôm sau open group, basket, lure, hot, lure, you have two. Cười cười hè, em nói. Rồi, lên. Nè nè nè, lần này không. Nè, em thề luôn. Rồi xong. Xong. Anh chưa xong này. You have just noticed those clothing items. Survival beard. The time inventory. Play keys. You may not like. You. Không rồi. Một con. Nice. Nice. Right hand. Câu tầm 5 con đi ha. Em tính câu 10 con luôn. Dữ vợ. Vậy chưa nhanh clip ha. Ừ, câu nhiều anh cho đã rồi. Đây đây đây. Nè đi kiếm cây nè. Rồi, chặt cây thôi. Chặt cây thôi. Nè, dùng mấy cái thanh kiếm để chặt cây nhanh lắm này, thề luôn. Yeah. Rồi, gõ đi. Ủa mà anh em mình hướng dẫn mọi người cách chế qua xiên chưa ta? Chưa. Nếu giờ phải chặt, chặt tay đâu quá nên là phải lấy băng keo. Mình nói thơ qua cái cách mà để làm cây á là mọi người biết làm ra cái long shot rồi đúng không? Mình lấy quốc với dao làm tầm 4 cái khâu quốc rồi mình chặt thành 4 cái shot. Sau đó mình ghép lại thành hai cái long shot rồi mình ghép hai cái long shot lại với nhau là thành cái xiên. Ok chưa? Vậy là chúng ta có tổng cộng 10 con cá và 4 con thỏ. Bên là ba lô của tôi nhé, không ba lô của tôi. Cộng thêm 3 con sói nữa. Đù. Mệt ha. You're rabbit, you at 4. Wow, chà 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 chà. Nước đâu ra vậy? Nice. Cháy rồi. Lift like that. Nice. You absorb water. You at 4. You're rabbit. You can use the rubber skin now. You can use it. Nấu đi nè. You can use the rubber skin. Chỉ đang nấu à. Đi phân tích. Giờ thì mọi người sẽ đi xuống dưới và quay phải cho mình nha mọi người. Ý là mình sẽ xuống dưới từ cái chỗ nền cát này này xong rồi đi qua phải đụng tường luôn. Rồi. Sau khi đụng tường rồi thì mọi người ấn shift mũi tên lên một cái này. Đó, shift mũi tên lên.
Sau rồi mình sẽ cầm cái la bàn mình kiểm tra đọc là sao. Sao 180 degrees. Nó. Ok. Bây giờ thì mình sẽ đi thẳng về đằng trước nha mọi người. Thẳng về đằng trước chạm tới cái nền nước nha. Ơi ơi ơi, đây 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 mà. Lố rồi kìa. Rồi sau khi tới đây rồi thì mọi người có bên trái một bước. Đó, đây là chúng ta đang ở bờ của khu khai thác này. Sau rồi mình sẽ đi thẳng đường trước nha mọi người. Đi hoài luôn. Đi, cứ đi hoài luôn nha. Má ơi, bấm cần này có ngày hư phím như chơi này, em thề luôn á. Alo, ở thành phố rồi nè. Thôi để em. Ok, thì đây là thành phố phóng xạ. Ở trong này thì mọi người sẽ bị mất một lượng máu nhỏ sau mỗi giây nha mọi người. Nhưng mà không sao, mình sẽ cứ đi thẳng về đằng trước nha mọi người. Đi thẳng về trước cho đến khi nào nó nói là cái gì bạn không thể trèo thuyền cái gì đó. À bạn không thể đi đây nếu không có thuyền gì đó. Trời ơi, má ơi bấm chuột này chắc mết hư bàn tím quá à, mới kệ đi. Bàn tím là bền á. Đó rồi. Mấy cũng tới rồi nè. Đấy đây. Tới rồi. Đi thẳng về trước luôn đi. Đó, rồi. You can go here without a boat này. You can't go there without a boat. Thì ở đây mọi người sẽ... Thì ở đây mọi người sẽ lấy cái máy chèo với cái thuyền ra nha mọi người. Apple, you have one. Water, you have 300 apple. Boat, you have... Này, mình nhìn cái thuyền ra. Đó. À, khi mà có một người chèo thuyền thì những ai đang đứng gần người đó sẽ bị chở đi luôn nha mọi người. Cái này hay lắm, mình có thể đi chung với một nhóm này. Ok, hai em mình chèo. Đó, bây giờ thì mình sẽ lấy cái chéo mà... À không, không không phải cái chéo mài mà là cái máy chèo, trời ơi. Cái máy chèo. Đó, xong rồi. Bấm chữ T. Rồi, mình sẽ ấn chữ T để chèo thuyền. Rồi, cứ đó, nếu mà hai nhiều người chèo một lúc thì nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà mình mới là sẽ chèo cùng một lúc này. Ngoan kiếm cái giọng lẹ thôi chứ buồn ngủ quá. Đấy, đập này rồi anh em ơi. Ok mọi người, thì tới đầm lầy thôi, mọi người đừng có đi lên được cái nền này nha. Này cái nền này này, đừng có lên cái nền đó. Mọi người hãy đứng từ cái nền đó, mọi người lùi về sau một bước để cho chạm cái nền nước. Sau bên trái một bước mọi người đi thẳng. Cứ thẳng hoài luôn, cho khi nào nó bảo là bạn nó giống, nói chung nó giống của hồi nãy mọi người. Mọi người nghe cái tiếng tầm lầy mọi người thấy sợ không ạ? Nghe tiếng thủy mũi nghe ghê quá anh Lộc ơi. Nghe ghê lắm quá. Em đang tưởng tượng là nếu cái này mà cái game mà nó có cảm giác mà xong rồi mình sẽ bị rùi mũi nó bông vào trong người thì em ơi giờ. Rồi sau khi tới rồi thì mình sẽ đặt võng xuống mình ngủ để cho hồi phục đầy năng lượng cái đã. Em mình phải đi qua phải một cái nha anh em. Ừ đúng rồi. Đi qua phải một cái. Have a mobile screen, play, have a camera. Have a mobile, have a camera.
Play sprint zone. Small and small race here. SDW sand. Sword. Small crew cast. You have one shield. You have more down slip. Mày có mấy giọng vậy? Một. Má ơi, nó không tập võng này. Kèo. Đây, có chỗ ngủ này. Ngồi xuống đi. Ngủ. Lượm đi vĩ, lượm đi vĩ, lượm giống đi. Kiểm tra... anh lượm đi, kiểm tra stamina coi bao nhiêu rồi. 1000 rồi. Nè. Có cái energy bao nhiêu? Cho hai cái đều đầy luôn đi. 800 cũng được rồi. Cho cả hai cái... kệ cũng được. Thôi. Ok, một giây ok mọi người. Chào thuyền thôi. Nếu mà anh em không có thuốc ngủ thì anh em nằm xuống thì lâu lâu rồi sẽ ngủ à. Đợi tí là sẽ ngủ rồi nha. Nhưng mà chờ hơi bị lâu quá nha. Sắp tới đàn trai rồi. Ê, tới rồi này, tới rồi, đừng kẹo nữa. Cuối cùng, chúng ta tới làng trai, yeah! Vậy nhưng mà làng trai đâu? À đây, làng trai đây! KTN2 slightly behind the far off to the left. KTN2 straight off to the left. KTN2 muốn quay mặt về, muốn từ làng trai về đảo thì mọi người chỉ cần... đứng... mọi người ở làng trái đó, mình đang hướng dẫn nếu mà mọi người quay mặt về hướng nam nha. Thì mọi người lùi lại xong rồi qua bên trái. Đụng cái nền bùn này, cái nền này. Đó, xong rồi con mặt về hướng bắc, không đi theo đường cũ thì thẳng về thôi. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người đi qua cửa hàng quà tặng để mọi người lấy quà nhá. Nè, đi nè. Đi qua bên phải nha anh em. Qua bên phải. Mày đi lên hả? Rồi xong rồi đi lên nè. What can KDN2 speed up 4 times speed? Cứ đi lên cho đến khi nào mọi người chạm cái nền bê tông mà nó đọc là Main Street là đường chính á. KDN2 speed up. KTN2 speed up, bell time. Đây. Ở đó cái nền này nè mọi người nè. Main Street up, small facing village, xong mọi người lùi xuống tầm 3 bước thì đó. Rồi. Xong rồi đi qua phải. Đi từ từ thôi. Có ai đuổi anh đâu mà anh đi ghê thế. Ok kìa. Tính được tốc độ hả? Nè, bên trai nè. Ê, mọi người, dừng. Đây là cửa hàng quà tặng nè. Ở sau này nó có cái máy bán hàng tự động nè. Đó, mọi người, nếu mọi người có coi thì mọi người vào ba lô mọi người lấy coi, mọi người cầm, mọi người bỏ ở trong đó. Ủa mà làm còn để được? Tương tác với... Hả? Làm sao hả? Để kiếm coi? Đi mở premium gift đi. Nó có nguy cơ, à không có xác suất sẽ coi á. Ok, bây giờ mình sẽ ấn dấu cách để... Được, mình sẽ dùng tay không, mình ấn dấu cách, mình tương tác với cái máy bán hàng này. Nó sẽ có một cái danh sách đồ này.
ấn tab sẽ là nút mua đồ. Nhưng mọi người có thể ấn enter mà. Ấn tab mới là số tư ở trong máy bán hàng. Và nó sẽ có nút đóng. Nó giống như cổng một hộp thoại bình thường á. Ok, bây giờ thì sẽ hướng dẫn mọi người đi lấy cái thẻ khách hàng này. Thẻ khách hàng để làm gì? Thẻ khách hàng để mình có thể truy cập vào cái quà tặng cao cấp đó mọi người. Đi này anh Lộc này. Đi qua trái hả? Qua phải hả? Qua bên phải. Qua phải. Bây giờ mọi người sẽ qua phải. Đây là bệnh viện làng chài, nơi có thể mọi người có thể tập đồ y tế, thuốc và cũng như là võng. Con sói kìa, mọi người đánh con sói cho vui. Ấy đừng đánh con sói nha, nó cắn, còn nó cắn đau lắm á. Ấy anh Lộc chờ em với. Thì mọi người coi phải chạm cái nền này thì mình đi qua trái nha. Sau mình đi qua trái, sau đi lùi xuống. Cứ lùi xuống hoài luôn mọi người. Đây. Đây. Cho nên mà tới cái đây là phải đi qua trái ha. Đi qua trái, xong rồi mọi người sẽ ấn quay mặt trực tiếp về cái cửa. Cách quay mặt thì mình sẽ đã hướng dẫn mọi người ở clip trước rồi. Clip tập 1 đó. Thì mình sẽ quay mặt trực tiếp về cánh cửa và mình sẽ tương tác với nó bằng tay không này, mở cửa này. Ôi đi vào đi. Ok không? Ôi em mở cửa rồi sao anh đóng lại làm gì anh Lẩu? Rồi xong mình sẽ đi qua trái này. Nè, qua đây này. Backdoor này thì mọi người sẽ mở cái cửa này ra này. Kìa. Đó, sau mọi người sẽ ấn Shift E để cho tìm cái item list này. Give shop right đi. Đó, xong rồi mọi người sẽ theo dõi cái này mọi người lấy nó. Cái chỗ này phải nhảy lên để lấy nha mọi người, phải leo lên ghế nhảy lên bàn để lấy. Leo chào thì ấn kép bay down, còn nhảy thì mình ấn cản cho dấu khác, xong rồi mình ấn bước lên để cho nhảy. Qua một cái hướng nhất định nữa mình chỉ được. Mình nó tìm được rồi. Rồi đi về thôi nè. Về đây thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để lấy premium gift luôn. Đây cái mặt thẳng đây. Đó, ở trong này mọi người có nghe nó hụi vang vang không? Đó. Nếu bây giờ mọi người bật voice chat anh hát thì nó sẽ có vang luôn nha mọi người. Đó, giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để lấy premium gift này. Bây giờ mọi người đi xuống dưới. Xong quay phải đến đó, premium gift robot đó. Rồi sau đó là mình lấy cái thẻ. Lấy cái thẻ đó ra. Rồi đưa vô cái tay của cái thẻ đó. Là mình cầm cái thẻ đó lên mình bấm chữ màu trắng. Đó. Là con đó con đó, còn robot nó sẽ chạy. Nó sẽ chạy và đi tìm quà cho mình. Ơi anh Lộc. Mở cái có gì? Chú, cái bia bottle luôn kìa. Bia bottle, chai bia. Ơi anh Lộc né ra để trang nhận quà anh Lộc. Không cần né đâu, đứng đây.
Ê, đứng 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 đây đi anh Lục, em sẽ cho mọi người thấy một cái trò này để em sẽ bạo hành con robot cho anh coi. Đó, bây giờ thì mình sẽ quẹt thẻ xong rồi mình sẽ né ra không cho con robot nó tiếp quà. Sau nó chạy một hồi nó không kiếm được mình, nó sẽ vỡ tanh bành tái bẹ ra này. Nè coi nha anh Lục nha, nè em sẽ làm cho con robot nó không thấy em, nó vỡ này. Đó, nó không có thấy mình, nó vỡ này. Nè, tanh bành này. Ô, nó thấy mình à? Đó, hai ngày thì nếu mọi người, bây giờ mọi người dùng xong mọi người quẹt thẻ thì nó sẽ báo thời gian còn lại để mọi người có thể quẹt thẻ lần tiếp theo đó. Wow, một energy card luôn. Ấy uống bia nha mọi người. Ấy uống bia hả? Ê uống ba chai luôn anh Lục. Uống ba chai luôn cho âm thanh nó mờ mờ em nhỉ. Ảo ảo chơi này. Uống ba chai luôn anh Lục. Anh đang uống bia mọi người ạ. Đó, anh đang uống bia rất là... Đó, không uống bia thôi, mọi người sẽ nghe thành nó vậy đó. Uống hết 3 chai luôn anh em. 131 rồi. Đó, không biết mọi người nghe rộng bệnh toàn ổn không nhỉ? Đấy. Đấy, một người nha. Hello. This man was firmly in place. You have just opened the matchbox. You have three. Ice. You have one. Open matchbox. You have open water. Hey, không nghe chơi ba. 35 just opened. You have 100. You have 100. Please open matchbox. Open water. You have one. Ah, uống bia thôi, cái âm thanh nó vậy em. Này chị uống cho cố rồi. Rồi, ủa, không giờ em là ơi. Người xui mà trời. Để em vỗ tay nha. Ủa? Vỗ tay nó là cái gì? Mọi người có thể lấy quà bằng cách ấn Shift Y xong rồi mọi người tìm quà, mọi người ấn Enter để lấy. Rồi giờ thôi cho hết vậy. Chờ nó hết thôi. Làm sao để coi. You are feeling great, back to warm and back to cold. You are 100% dirty and 0% wet. Love is 44% dirty and 0% wet. William is 100%. Ủa làm sao để kiểm tra đồ thể của mình? Không kiểm tra được. Right, left hand. 6 first. 6200. Clip Survive the Wild tập này chắc là tới đây là hết rồi phải không anh Lộc ha? Bởi vì mình đã hướng dẫn cho mọi người một số khu vực cần thiết rồi. Ok, thì mọi người có thể qua bệnh viện mọi người kiếm giọng nha mọi người. Ừ, ở trong thì, là có bóng, có cả mấy chai keo nữa. Đúng rồi. Còn khu vực còn, nó còn vẫn còn nhiều khu vực còn lại, cửa hàng quần áo, cửa hàng âm nhạc và cửa hàng chung. Mấy cái đấy thì mọi người khám phá đi, chứ bởi vì là thực sự nếu mà hướng dẫn hết thì game phải chả còn gì vui nữa. Chúc mọi người khám phá vui vẻ. Ui dạ, cái gì vậy? Ok, và bằng cách xóa nhân vật thì mình sẽ chặt tay để mình chết. Ê, đừng. Đừng có làm thế. Rồi hơi không. Đó, chết thì nó sẽ ra như thế này. Đây có một đứa, một đống đứa chúng nó đang vơi bắt đồ của anh này, anh Lộc này. Kệ nó chứ, anh chết rồi.